cái tóc được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp giống tóc thiệt của mình 99% luôn nha. Bộ này nhà em bán siêu chạy luôn ạ. Mấy chị em đều rất là thích bộ này luôn. Bộ này nhà em có mã là N43 cát, đang sử dụng là màu nâu sô cô la nhé. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em mình tóc thiệt màu gì thì hãy chọn màu đó nhé. Đặt hàng đúng cú pháp giùm cho em N43 cộng màu, còn với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị. Bộ này nhà em có mã là N52 nhé, có chiều dài là 35cm, bên trong sẽ có một cái kẹp ngoặm như thế này nhé. Mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp kẹp ngoặm lên là xong nha. Mẫu này nhà em có 3 màu như các đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em nào mình thích mẫu này thì hãy để lại cú pháp giùm cho em là N52 cộng màu, còn với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Bộ này nhà em có mã là N44, có chiều dài tầm 50cm nhé. Những chị em nào tóc ngắn, tóc ít, tóc thưa, tóc mình dài hơn, dày hơn và bóng mượt hơn thì hãy nhanh tay sở hữu cho em một bộ này nha. Tất cả những bộ tóc ngoặm nhà em đều có 3 màu, các đang sử dụng là màu nâu vàng đó. Ngoài ra còn có màu nâu sô cô la và màu đen nữa ạ. Các chị em nào đặt hàng thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là N44 cộng màu cộng với số điện thoại nha. Và cũng đừng quên mix cho mình thêm một cái máy thưa như thế này ạ. Máy thưa nhà em được làm bằng tóc thiệt 100% nha. Các chị em nào thích máy thưa thì hãy comment giùm cho em là máy thưa cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Kết hợp với combo như thế này thì rất là sang chảnh luôn nha mấy chị nha. Vừa trẻ trung vừa hết. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bộ này nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Vừa trẻ trung vừa hết tuổi như thế này thì làm sao mà mấy chị không nhanh tay sở hữu dùm cho em bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là N42, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Các chị em nào thích mẫu này thì hãy comment dùm cho em là N42 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Bộ này có mã là N47, có chiều dài tầm 40cm nha. Các chị em mình cao thấp mập ốm thì cũng có thể sử dụng được hết ạ. Từ nay đi chơi đi tiệc mình không còn phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện tóc tai nữa nha. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Tất cả những bộ tóc giả nhà em đều có 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng ạ. Bộ này nhà em có mã là N49 nha chị ơi, các em đang cầm trên tay là màu nâu sô cô la nha. Bộ này đi chơi đi tiệc mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp ngoặm lên chưa đầy 2 phút nữa là mình đã có một bộ tóc mới hoàn toàn luôn nha. Vừa dài vừa dày vừa đẹp vừa có độ xoăn sang chảnh như thế này ạ. Bộ này em nói thiệt rất đẹp, rất là sang chảnh luôn. Các chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N49 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Tất cả những bộ tóc nhà em đều có đủ 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nha. Còn những chị em nào thích tóc có dáng xoăn dài như thế này thì hãy nhanh tay sở hữu bộ này giùm cho em nha. Bộ này nhà em có mã là N46, có chiều dài là 65cm. Chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Mẫu này là mẫu vít cúp ngắn nhà em nha. Mẫu này nhà em bán siêu chạy hàng luôn ạ, mấy chị em đều rất là thích bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là 3030, các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng nha mấy chị nha. Rồi bộ này lên là em thấy mình trẻ ra 5-10 tuổi là chuyện bình thường luôn nha. Đặc biệt là những chị em nào mình thích màu nâu vàng như thế này thì mình đội lên nhìn mặt mình rất là sáng da nha, rất là trắng, rất là sáng da nha. Ngoài ra em còn có cả màu nâu sô cô la và màu đen cho mấy chị em mình lựa chọn nha. Ai thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là 3030 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Khi mua tóc nguyên đầu nhà em là mấy chị sẽ được tặng kèm một cái lưới trùm như thế này nha. Lưu ý giùm em khi đổi lưới là mình đổi phần lưới to ở phần trên trán giùm cho em, phần lưới mỏng mình để ở phía sau và nhét hết tóc thiệt của mình lại giùm cho em nhé. Bên trong cột tóc giả nhà em được đan với dạng lưới như thế này nha mấy chị. Mình có thể chọc tay ra ngoài luôn, rất là thông thoáng. Mình đổi tóc giả lên không sợ bị hầm bị bí nha. Bên trong nó còn có cái tăng đơ hay móc cài như thế này ạ. Các chị em nào đầu to đầu nhỏ thì mình cũng có thể sử dụng được hết nha. Co giãn rất là tốt luôn nha mấy chị. Tóc nhà em được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp giống tóc thiệt của mình 99% luôn ạ. À. Mấy chị thấy không ạ? À? Chất tóc bóng mượt còn hơn cả tóc thiệt của mình luôn nha. Bộ này nhà em có mã là 7007, các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn là màu đen nữa ạ. À. Các chị em nào yêu thích mẫu này thì hãy để lại cú pháp giùm cho em là 7007 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mấy chị được rõ hơn nha. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bộ này có chiều dài tầm 45cm xăng đuôi nha mấy chị nha. Chị em nào dáng cao dáng thấp mình đều có thể sử dụng được à. Những chị em nào trẻ thì đội vào rất là xinh nha. Những cô nào lớn tuổi tầm trung tuổi trở lên thì mình đội vào rất là sang chảnh luôn à. Bộ này nhà em có mã là 8170 nha. Các em đang sử dụng là màu nâu vàng. Ngoài ra em còn có màu nâu sô cô la và màu đen cho chị em mình lựa chọn nữa nha. Ai thích mẫu này thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là 8170 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mấy chị được kỹ hơn nha. Bộ này đi chơi đi tiệc rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha mấy chị nha. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, những chị em nào mà mình thích có một bộ tóc dài như thế này thì đừng bỏ qua bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là 8102, các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng nha, son sóng rụng rất là trẻ trung luôn ạ. À. Ai thích bộ này thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là 8102 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện tư vấn cho mấy chị kỹ hơn nha. Rất là đẹp luôn nha, đội vào rất là trẻ trung luôn ạ. À.
quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này nhà em có mã là 1804 nha, có chiều dài tầm 35cm, rất là đẹp luôn nha. Những chị em nào dáng cao dáng thấp mình đều có thể sử dụng được hết ạ. Các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha, ngoài ra có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa ạ. Những chị em nào mình không thích tóc nó xoăn như thế này thì mình cũng có thể dùng tay mình quấn lọn lại giùm chị em cũng vẫn được nha. Hai lọn là ba lọn thì tùy mấy chị nha. Ai thích mẫu này thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là 1804 cộng màu cộng số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Quá đỉnh luôn ạ. Những chị em nào tóc ngắn, tóc ít, tóc thưa mình muốn thay đổi kiểu tóc thì hãy chọn ngay cho mình một kiểu tóc trong cái video ngày hôm nay nha. Bộ này nhà em có mã là 1574 có chiều dài tầm 50cm nha. Các em đang sử dụng đây là màu nâu vàng, ngoài ra em còn có màu tối hơn là màu nâu sô cô la và màu đen nữa nha. Các chị em nào mình thích bộ này thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là 1574 cộng màu cộng số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong video ngày hôm nay nha. Những chị em nào thích tóc có dáng xù như thế này mà không muốn sử dụng hóa chất để gây hương tổn với tóc thiệt của mình thì hãy nhanh tay đặt hàng giùm chị em bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là 8174, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra shop em còn có màu nâu vàng nữa ạ. Bộ này nhà em có tổng cộng là 2 màu nha. Chị em nào thích bộ này thì hãy đặt hàng đúng cú pháp giùm cho em là 8174 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, bộ này nhà em có chiều dài là 65cm nha. Những chị em nào mà tóc ngắn như thế này muốn tóc dài hơn mà mình không muốn phải mất quá nhiều tiền để đi nối tóc nha thì mình hãy chọn ngay cho em một cái mã như này. Bộ này nhà em có mã là 8136, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra em còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em nào yêu thích bộ này thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là 8136 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha.